Uh, hello xin mến chào toàn thể các bác nhá uh, chào mừng các bác đã quay trở lại với cả kênh youtube cu bờm tv uh, hôm nay thì uh, các bác cũng đã nhìn thấy đây em về được số lượng rất chi là nhiều Đấy, cái mẫu uh, máy mài của đích tông các bạn thì uh, với con máy mài đích tông này thì hiện tại bên em về được hai mã sản phẩm Uh, đó là một là con máy mài đích tông có mã là DKAG950T và một cái mã sản phẩm là DKAG950D các bạn thì uh, với hai dòng sản phẩm này thì nó có uh, một chút khác biệt đấy với con là máy mài là mã là 950T đấy thì các bác có thể nhìn thấy đây con này nó sử dụng công tắc trượt có nhá đấy sử dụng công tắc trượt đấy công tắc trượt con này thì nếu mà em đánh giá thì nó cực kỳ là nhẹ các bác nhé Đấy, nhẹ dã man luôn. Đấy, nhẹ dã man. Và con này thì nó có công suất là 950W. Đấy, công suất 950W các bác nhé. Đấy, và uh, vòng tua của con này lên tới là 11.000 vòng một phút. Đấy, điện áp thì uh, 220, tần số 50Hz. Đấy, là phổ thông rồi các bạn. Đấy, hàng chính hãng của Đếch Tông các bác nhé. Đấy, và một cái <laughs> và một cái mã sản phẩm thứ hai đó là cái con máy mài Ờ... Uh, Mã là 9, 950D Đấy 950D Sử dụng công tắc uh, gạt đít các bác nhé Ờ đây là con 950D các bạn Đây 950D Thì con này nó là công tắc gạt đít này Đấy Công tắc gạt đít Đấy Hoặc là công tắc đuôi chuột Nhiều bác có thể gọi là công tắc đuôi chuột Thì uh, với cái con này Thì uh, khi mà các bác sử dụng Thì các bác thao tác các bác tắt mở Nó sẽ mất thời gian hơn một chút Tại cái khái là nó sẽ mất 1 2 giây. Đấy, để mình tắt mở. Đấy nhưng mà bù lại uh, cái ưu điểm trên con máy này thì nó rất chi là bền. Đấy cái bản thân cái công tắc này thì nói thực sự với các bác là các bác dùng uh, cái máy này chắc có khi cả năm nó không hỏng được cái công tắc các bác nhá. Đấy, còn về thiết kế hai con máy này rất chi là nhỏ các bác nhá. Đấy, em đã lựa chọn hai cái dòng sản phẩm mà có thiết kế cực kỳ là nhỏ gọn đấy để uh, cho các bác tham khảo đấy, hai cái mẫu sản phẩm này các bác nhìn này đấy em nắm trên tay này rất chi là nhỏ đấy các bác dùng nó không bị mỏi tay là thứ nhất cái thứ hai là công suất của con này nó rất chi là ok đấy 950w đấy khi mà các bác sử dụng cái con máy công suất lớn mà nó lại nhỏ gọn như thế này thì các bác dùng là rất chi là sướng các bạn đấy đây hai con máy rất chi nhỏ gọn đây phần bưởng nhôm này rất chi là dày dặn và chắc chắn đấy con này thì uh, sử dụng đá cắt là 100 các bác nhé đấy hàng thì nó là dòng sản phẩm chính hãng của Đinh Tông đấy chính vì vậy mà uh, các bác sẽ được bảo hành 6 tháng các bác nhé đấy khi mà các bác mua hàng <laughs> thì uh, sẽ có được tặng một đôi than này một đôi than này đấy và đầy đủ đấy, phụ kiện ba món uh, bảo vệ đá này mở đá này và tay cầm phụ các bác nhé đấy thì bây giờ em sẽ tháo ruột gan một trong hai con này ra để cho các bác cùng tham khảo nhé đấy thì đây em đã tháo sẵn con đây là con 950 d rồi đấy con này là con 950 d là cái con công tác gạt đít các bác nhé đây đây là ruột đây là phần rô của nó này đấy các bác nhìn thấy không rô rất chi là dài đấy và toàn bộ khi mà cuốn xong người ta đều cuốn lên một cái lớp dây để bảo vệ cái lõi đồng nhé Đấy, rất chi là chắc chắn Dô dài dã man luôn Đấy, rất chi là ngon Ruột của nó đây Đấy, thì phần ruột này đấy, Phần xít to này Thì người ta làm chắc chắn cực kỳ Và sơn Và sơn thì được sơn một cái lớp sơn cách điện Đấy, bảo vệ nhé Đấy Công tắc đít Đấy, công tắc đít Đấy, và cái phần cái giá để than này Đấy, thiết kế thì nó giống như những cái sản phẩm của Makita với cả của Bốt Đấy, rất chi là tiện nhé Đấy, thay than con này thì dễ dàng Đấy, ai cũng thay được Đấy, riêng cái con này Đấy, thì uh, hai cái sản phẩm này Thì uh, đều là những cái dòng sản phẩm chính hãng của Đếch Tông các bác nhé Đấy, thì hôm nay bên em về được số lượng khá là nhiều Đấy, cho nên là uh, cái giá mà bên em sẽ để cho các bác với một mức giá là cực kỳ ưu đãi thôi Đấy, thì hiện tại hai cái sản phẩm này Đấy, hiện tại bên em đang bán là 560.000 đấy các bác nhé đấy và con máy này nó sẽ được bên em bảo hành 6 tháng các bác nhé đấy bảo hành 6 tháng miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác đấy thì các bác có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0982 826 628 hoặc à, hai số điện thoại em để ở phía bên dưới phần mô tả các bác nhé đấy vâng một lần nữa xin chào và cảm ơn toàn thể các bác à, hẹn gặp lại các bác ở các clip sau nhé xin chào các bác